Vâng, kính chào cả nhà. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến với tất cả các anh em chúng ta một bộ đôi tương đối là cổ, một cặp loa AR2, ba loa thẳng hàng có từ thập niên 50 của thế kỷ trước, và chiếc âm ly Saba đèn xuất xứ từ Tây Đức. Vâng, và chiếc âm ly này cũng xuất xứ từ khoảng những năm 60 của thế kỷ trước. Nói chung là hai món hàng mà Quý Nguyễn đang giới thiệu đến các bạn là những món hàng tương đối là cổ xưa, và cũng được rất nhiều người Việt Nam chúng ta tin dùng. Chiếc âm ly đèn mà trước màn hình các bạn đang thấy là chiếc Saba, model của nó là series 16. Chiếc ly đèn các bạn nhìn thấy cái size cũng tương đối lớn, cái size này là cái size 57, chiều này 57. Mặt trước của nó các bạn nhìn thấy nó rất cổ kính, và để với cặp loa AR này thì quá hợp, kể cả âm thanh cũng rất hợp. Chiếc ly đèn này chung quanh đều là gỗ lạng các bạn nha. Vâng, là gỗ lạng này, và nó là kích tích hợp radio, được rất nhiều băng đài, rất nhiều băng đài, và các bạn sẽ nghe được chất âm của radio của nó rất rõ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện đạo đức trong đảng. Đấy là chất âm của radio nó bắt rất nét các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và tham gia ý kiến của chúng tôi liên quan đến các nội dung đang được phát sóng. Hãy gọi đến số điện thoại 0243 934 0010. Chúng ta tiếp tục xem về phía sau của chiếc âm ly. Quý Nguyễn sẽ quay ra phía sau. Chiếc âm ly đèn, tất cả bóng đèn là zin, bóng của Gerd Mali, bóng Đức các bạn nha. Rất đẹp. Âm ly này chạy hai nguồn điện này, nguồn điện 220V và một điện 120V. Chúng ta đang để xài đủ điện 220V cho nó tiện, khỏi sợ cắm nhầm điện. Vâng, và tất cả bóng là đều bóng xịn, bóng zin. Và ở chiếc âm ly còn rất mới, mình gọi vào trong này tại vì cái học ở trong này là cái màu tối rồi nha, cho nên là các bạn thấy nó vậy, và mình sẽ chụp hình gửi cụ thể cho các bạn. Vâng, chiếc cặp ly này có những cái rắc này, cái rắc này, cái rắc của Đức này, rắc AV vào, và rắc loa cũng rắc loa khác nhau nha. Đấy các bạn, và các bạn tiếp tục xem chi tiết của chiếc loa AR2 bánh bò, ba loa thẳng hàng. Chiếc loa này có chiều cao là 61, đã được làm sẵn theo kiểu này là không được. Chiều cao là 61 và chiều rộng là 34,5, chiều sâu là 29. Các bạn nhìn thấy cặp loa mặt cây, đít cây. Đôi loa này chưa mở luôn, chưa mở những cái loa này là chưa mở ra các bạn. Tất cả ốc vít còn chưa mở, nó còn dính nguyên bản nguyên zin của nó như vậy các bạn nha. Đây, viền vải và màng giấy, mặt cây này, đít cây thì đã chuộng hơn. Vâng, và thùng gỗ lạng có màu gỗ cũng là cổ điển, và đây là cặp lưới của nó các bạn. Đây là cặp lưới của AR. Đây các bạn nhìn thấy lưới gọi là lưới căn cước. Nhìn ánh đèn các bạn thấy giống như hai cái lưới khác nhau không phải nha. Đấy, tôi để bên này nó khác, cho nên để gần lại các bạn thấy này. Đấy, là giống nhau nha, chứ không phải hai lưới khác nhau đâu nha. Vâng, và cái này là cái nắp đít của cái âm ly này, mình tháo ra này. Chiếc âm ly model của nó là Saba Staro Series 16. Đấy. Và đôi loa AR này thì Quý Nguyễn phân phối với giá là 17 triệu đồng, và chiếc âm ly Saba đèn với giá 12 triệu đồng các bạn nha. Tất cả hàng nguyên bản nguyên zin. Nếu như mua đi đèn mà các bạn mà mua mà trúng cái bóng mà bóng thay rồi thì không kể vô rồi, phải nói một câu là không kể vô. Đấy, bóng nguyên zin nguyên xịn nha. Vâng, và xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của chiếc âm ly đèn này kết hợp với đôi loa AR2. Xin mời các bạn. Thank you.
tiếp ngày trôi qua biết bao người quá đò dòng bến hạ, nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trống qua, nhiều trái nàng bao ý như là đoán nàng xin phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp làm mất anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, những nàng nào đắm tình vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện chào người khơi chiến trinh, đoàn anh hùng sáng sớm trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh giặc đời hồng nhan, ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng, đời hồng nhan để nước mắt tuôn, nhiều gian nan và lắm đau buồn, đôi loa AR mà các bạn đang xem thì với giá của nó là 17 triệu đồng, và chiếc âm ly sa ba đèn Madin gạch Madi với model là Cherry 16 với giá 12 triệu đồng, và cả bộ như vậy là 29 triệu các bạn ạ. Người anh hùng quá dâm với câu thề quay về thì cưới nàng, và mấy lần xuân sang trên bến đò quân hành người hát vang, tìm trong đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trận, mà nào đâu rồi có người quá dâm bao tình chàng không bao giờ còn quay về, người anh hùng hy sinh nhưng ước thề cô đò còn khắc ghi, người anh hùng ra đi không quay về đau lòng người bên hạ, và từ tin đó rồi tới ngày đau thương khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn, hạ tên nàng bia ghi bên nắng mộ hoang tàn người tiến trinh, vì chứng tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình, rồi trong lửa khói xuống giặc đời hồng nhan.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio và xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.